Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tấn đang đi trên cái đường nhựa trong khu dân cư rất là đông. Thì cái chỗ này á là cách đường tỉnh lộ V88 500m. Tỉnh lộ V88 ngoài đó cô chú anh chị. Ngay tiệm vàng Kim Phát đi vô nè, 500m ha. Cách chợ An Cơ, Ủy ban xã An Cơ, rồi công an, trạm y tế Bách Hóa Xanh, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 á là khoảng chừng 700m nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất 172m², thổ cư 100%. Đây, đầu đường quẹo vô đất nha. Bên đây đang xây nhà nè. Đó, thì từ ngoài tỉnh lộ V88 đi vô 500m là mình sẽ quẹo phải nha cô chú anh chị. Quẹo vô khoảng chừng hơn 30m thôi là sẽ tới lô đất đang cần bán nha. Đất này là hướng chánh bắc, chiều ngang 5m và chiều dài là 34m. Tổng diện tích là 172m², thổ cư 100%. Đó, cái đường đi vô nè là ô tô, xe 4 chỗ 7 chỗ là vô được nha, đường có rẫy đá mi. Cái miếng đất bên tay phải nè cô chú anh chị. Đây, lô đất này nha. 5 x 34 nè. Đó. Từ cái trụ xi măng này ngang qua giáp hàng rào 40 bên đây. Một bên là đã có hàng rào sẵn nè cô chú anh chị. Đó, giáp với hàng rào của hàng xóm này ha. Thì đây là lô đất đang cần bán. Nhìn ra ngoài đường nhựa nè. Đó, cách đường nhựa là khoảng chừng 35m nha. Đây là nhà hàng xóm đối diện. Thì bây giờ anh Thành chủ đất á, là bán miếng đất này với giá 280 triệu. 280 triệu nha. Anh Thành nói là bây giờ anh bán cái miếng đất này lỗ 100 triệu đó cô chú anh chị. Ảnh mua cái miếng đất này khoảng 2 năm trước. Bây giờ ảnh bán lại lỗ 100 triệu. Anh Thành là đang cần tiền gấp nha, cho nên là ảnh bán gấp trong tuần luôn. Với cái giá là 280 triệu. Đất này thổ cư 100%. Mua là xây nhà ở thoải mái nha cô chú anh chị. Dài vô tới phía trong luôn á. Tới trong mấy cái cây ở trong luôn nha. Bên đây cũng có hàng rào nè. Nền đất thì cao ráo bằng phẳng. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Thành chủ đất nha. Định vị Google Maps Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Đây, xem lại miếng đất lần nữa nha. 280 triệu. Rồi, bây giờ quay ra đường nhựa nè cô chú anh chị ơi. Ra ngoài đây rồi Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi ha. Đó, cái đường này khá rộng, ô tô 7 chỗ đâu vô được. Xe tải nhỏ rồi á. Chở vật liệu xây dựng đâu vô xây nhà được nha. Thổ cư 100%. Xây nhà thoải mái. Đó, bước ra có 35m thôi là nhà cửa dân cư quá chừng đông luôn. Gần chợ Bách Hóa Xanh, Ủy ban xã, trạm y tế, công an, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Xã Phước Vinh là xã đạt chuẩn nông thôn mới nha cô chú anh chị. Đó, tỉnh lộ 88, chợ Ủy ban xã là ngoài đây. Còn nhìn vô phía trong nữa nè, nhà cửa dân cư đồ trong nè. Cái đường nhựa này là có đèn đường nha cô chú anh chị. Đây, nhà hàng xóm đầu đường quẹo vô nha. Đó, anh Thành là bán gấp trong tuần nha cô chú anh chị. Với giá là 280 triệu nha.
Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng ngay chủ luôn nha cô chú anh chị. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè. Thì đất này á, hướng chánh bắc. Mặt tiền là đường đất nè. Thì diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài 34m. 5 x 34. Thửa đất số 445, tờ bản đồ số 42. Địa chỉ ấp Phước An, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 172m², thổ cư 100% nha. Đây là nhà cửa hàng xóm ngay cái ngã tư quẹo vô đất nè cô chú anh chị. Ngay ngã tư là cũng có cái đèn đường luôn. Ở đây mình nhìn ra là thấy xe cộ đang chạy ngoài tỉnh lộ 88 nè. Nó cách có 100m thôi. Ngay đầu đường quẹo vô á là cái tiệm vàng Kim Phá, tiệm vàng rất là bự. Đối diện với cây xăng Petrolimex với cái hội chợ nữa. Nói chung là đi ra có 500m thôi là ra ngay trung tâm của xã, tiện ích đầy đủ nha cô chú anh chị. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây á là 20 cây. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 100 cây. Chỗ này giống như ngã tư nè, đó bên đó có cái đường nhỏ nữa. Thì đi qua đường này là anh thông ra đường nhựa bự hơn nha. Rồi bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Thành, chủ đất, để cô chú anh chị liên hệ mua đất nha. Gặp ngay chủ, không có qua môi giới trung gian. Bán nhanh gọn lẹ trong tuần nha cô chú anh chị ơi. Số điện thoại là 0904 593 845. 0904 593 845. 0904 593 845. Gặp anh Thành, chủ đất. Đây, coi lại cái đường đi vô đất nè. Định vị Google Maps Tấn sẽ ghi đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ mình ra ngoài tỉnh lộ 88, chợ Phước Vinh, quay chợ Bách Hóa Xanh, rồi ủy ban xã, mấy cái trường học đó cho cô chú anh chị coi nha. Đây là đường tỉnh lộ 788 nè cô chú anh chị. Và ngay khúc này là chợ Phước Vinh. Tấn đang đi cái hướng từ thành phố Tây Ninh lên nha. Chợ Phước Vinh bên tay phải, qua chợ là Bách Hóa Xanh. Ngay khúc này là trung tâm của xã đó, cho nên là kinh doanh buôn bán rất là nhiều nha. Thì từ thành phố Tây Ninh đi lên tới đây là 20 cây. Tiệm vàng đồ rất là nhiều nè cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á lên tới đây là khoảng 100 cây nha. Bên trái là có cây xăng Petrolimex số 85. Ngay chỗ này là có cái hội chợ. Thì cái đường đi vô đất á là bên tay phải nè cô chú anh chị ơi. Đường vô đất là ngay tiệm vàng Kim Phát nè. Đó, mình quẹo phải vô 500m là tới nha. Đường nhựa luôn nha. Đó, đường vô đất là ngay tiệm vàng Kim Phá đó. Còn bây giờ Tấn chạy xích tới là ngã tư ủy ban xã nè. Đây ngã tư bự, có đèn xanh đèn đỏ nha. Quẹo phải á, là có trường mẫu giáo, rồi đi hướng về huyện Tân Biên. Còn quẹo trái á, là qua cầu Bến Cái Ổi bắc qua sông Dòng Cỏ Đông. Đi thẳng lên á, là vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, lên xã Hòa Hiệp huyện Tân Biên luôn. Đây, vừa qua ngã tư là ủy ban xã bên tay phải nha. Ngay góc này là có cây xăng quân đội nè. Quẹo phải là trường mẫu giáo, ủy ban xã Phước Vinh, xã đạt chuẩn nông thôn mới nè. Rồi, còn bên trái là trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Công an, trạm y tế là bên phải. Bây giờ Tấn sẽ quay lại quẹo vô đất cho cô chú anh chị coi nha. Đây ủy ban xã nè. Quay trở lại nè.
hướng thành phố Tây Ninh lên thì mình quẹo phải vô ngay tiệm vàng Kim Phát. Còn giờ từ ủy ban xã đi tới là mình quẹo trái vô nè cô chú anh chị. Đó, nhà cửa kinh doanh buôn bán rất là nhiều ha. Rồi quẹo trái ngay chỗ này nha, tiệm vàng Kim Phát nè, cái nhà máy Thái Bự nè, bên phải là hội chợ. Đây, quẹo vô đây. Bây giờ mình chạy theo cái đường nhựa này 500m nha. Thì nhà cửa dân cư dọc theo cái đường nhựa này, cô chú anh chị coi thực tế trên màn hình. Đường là có đèn đường đó cô chú anh chị. Cái đường nhựa này chắc lộ giới là 20 hay là 30 mét nha cô chú anh chị ơi. Tức là tương lai nhà nước sẽ còn mở bự nữa ha. Đây quán tạp hóa, quán cà phê đây nè, bánh canh, hủ tiếu. Rồi tới ngay phía trước nè, ngay ngã tư này thì quẹo vô đất là bên tay phải nè cô chú anh chị. Đây cái đường rẫy đá bên tay phải này ha. Đó quẹo vô có ba mấy mét thôi là tới cái miếng đất đang cần bán. Đây, nhà hàng xóm ngoài đầu đường nè. Đó, để Tấn chạy xích tới vô trong nữa cho cô chú anh chị coi dân cư khúc này luôn nha. Thì cái đường này á, mình chạy vô khúc là sẽ hết cái đường nhựa. Nó sẽ có cái đường bên tay trái á, là nó quay ra cái đường bên hông ủy ban xã lúc nãy đó cô chú anh chị. Là đường thông ha. Đó, chạy xích vô thì có những ngã ba, ngã tư nha, là đường thông. Quẹo trái là ra đường nhựa bự hơn nha. Đó, nhà cửa dân cư dọc ngoài đường nhựa nè, khá là nhiều luôn. Trong đây có uống tóc nữa nè. Định vị Google Maps của đất á, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Thành. Ảnh đã bắn lỗ 100 triệu đó cô chú anh chị. Đây, cái đường nhựa thì vô tới đây hết nè. Đó, nếu mình quẹo trái á, thì sẽ thông ra cái đường nhựa bự hơn nha, là cái đường nhựa cặp bên hông ủy ban xã ra ngay trường mẫu giáo lúc nãy đó cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video, nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.